Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 tháng 4, xe tải nặng biển số Thanh Hóa chở nhiều hàng hóa lưu thông trên quốc lộ theo hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe chạy ngang qua giao lộ quốc lộ 1 liên khu 45, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì được cho là va chạm với xe container đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Sau va chạm, chiếc xe tải mất lái, băng qua giao lộ, tông gãy cột đèn tín hiệu giao thông rồi tiếp tục lao về phía trước hướng đến cây xăng gần đó. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi húc văng 2 trụ bơm xăng. Tài xế lo sợ cháy nổ nên bung cửa tháo chạy, hô hoán. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân nhanh chóng điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đề phòng trường hợp xấu nhất. Các nhân viên cây xăng cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, khu vực vắng người đi đường, không có khách đổ xăng. Sự cố không gây cháy nổ và thiệt hại về người. Ghi nhận, xe tải hư hỏng nặng phần đầu, 2 trụ bơm xăng bị tông ngã đổ, cột đèn tín hiệu giao thông bị kéo lê, nằm dưới gầm xe tải. Sau hơn 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để khắc phục sự cố. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlofavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.